48. Xin chào, chúng em là SEO 48. Mình tên là Tân, các bạn có thể gọi mình là Sói. Và hôm nay mình sẽ may mắn ngồi cùng với chính bạn xinh đẹp hôm nay, hướng dẫn các bạn chơi một game ma sói có thể gọi là triết học vui vẻ và gây xào xáo nhiều nhất. Cái bộ game ma sói này các bạn đang chơi á, thực sự nó đã sản xuất từ năm 1986, là rất là lâu rồi, và nó trải qua hơn một chục phiên bản. Tới phiên bản hiện tại bây giờ chúng ta đang chơi là phiên bản cận kề nhất. Nó tuy là cận kề đó nhưng mà nó cũng từ năm 2014 rồi. Theo anh biết thì cái game ma sói này nó gây ra cho những người chơi chúng ta, dù người mới hay là người cũ, sẽ có vài cái ức chế á. Mình nghĩ các bạn cũng trải qua hết rồi. Thì muốn nghe các bạn ức chế cái trò gì cho biết. Em ức chế mọi người là tại sao mọi người biết em không phải là sói nhưng mọi người vẫn thích giết em, tại vì em siêu luận tào lao. Chính đúng rồi, lý do đưa ra luôn là em siêu luận tào lao. Em lỡ tào lao chút xíu mọi người biết em không phải là sói mà. Em là siêu luận tào lao nha chị, siêu luận mà chị khóc sướt mướt luôn. Vẫn bị giết, vẫn chết. Có lẽ là trong đây sẽ có một gương mặt tiêu biểu cho cái sự mà chết đầu tiên, thì mời cái gương mặt nó phát biểu ạ. Xin chào tất cả mọi người, em là cô gái vàng trong làng chết đêm đầu của ma sói. Thì không sao, em thôi xem mọi người cũng được. Không, cái này người ta gọi là do ăn ở cho nên là không nhá em nhá. Ừ, hôm nay ngồi im cũng nói em là sói không nói nhiều cũng vậy. Em cũng vậy. Xong rồi em nói mức độ bình thường thôi, cũng nói Sunny là cái gì? Sunny đổi chiến thuật, Sunny là sói. Ủa thì người ta phải nghi ngờ chứ ba. Sunny chơi giống chiến thuật cũ này, Sunny là sói. Sunny nói nhiều, Sunny là sói, Sunny nói ít. Sói chứ. Sunny không khóc, Sunny không nói gì hết. Sói. Tổng kết lại các bạn, game này chúng ta sẽ có 2 sói, 3 chức năng và 4 người dân thường. Yeah. Okay, chức năng chúng ta sẽ có tiên tri, bảo vệ và thợ săn. Ok, chúng ta chơi ha. Rồi, trước mắt thì em sẽ chia bài cho các bạn. Các bạn cứ bóc một lá trên đây, bất kỳ bạn muốn. Đêm đầu tiên chúng ta bắt đầu. Rồi, trời sáng tất cả mọi người, chúng ta mở mắt ra. Đêm hôm qua là chúng ta xảy ra một vụ án mạng. Một người chết. Không phải em. Cái mùi gì đâu mà. 3 phút thảo luận các bạn bắt đầu. Yêu cầu bạn sáng ngọ ngoại trong đêm nhé. Em có ngọ ngoại đâu. Em mới làm gì đâu. Thì mới đêm đầu hỏi ai là dân luôn chứ. Rồi, sói chứ chắc luôn. Sói không? Rồi, nhìn mặt nghe là biết sói rồi. Chị muốn hỏi là ai là dân. Em hỏi ai là dân. Dân dễ quá chị phải lúc nào. Nè nha. Tại sao? Ê, nhiều khi đây là hai con sói mà nó tự nói nhau. Mình có cái dẫn chứng nào cụ thể qua cái thái độ hay qua cái cử chỉ có chức năng nha em. Nhìn mặt nghi quá à. Thôi, dạ biết rồi. Ôi, đừng có Sunny chỉ muốn cho game sôi động hơn thôi. Mọi người đừng nghi Sunny. Đừng nghi Sunny nha. Đừng nghi Sunny nha. Rõ ràng là một ông già nè mọi người thấy mắt em. Ừ, như Thảo. Em phải nói gì đi chứ. Em đừng quan sát mọi người thôi. Không, em đừng quan sát, em nói đi. Ừ, mà nói đi, tức quá à. Em quan sát được gì đó, quan sát được gì đó. Tại không quan sát nên mới im đó. Tại không quan sát tại mình là sói rồi cho nên mình không cần quan sát ai nữa đúng không? Có người hôm nay ngồi rất là im lặng này, không được tự tin như những Không nói gì đi em. Em đang quan sát. Tự nhiên em thấy vui quá mọi người. Tự nhiên em cảm giác em vừa thắng xong á, kiểu em không chết em đâu là em cảm giác em vừa thắng. Chết nhé. Mà chết đêm hai cũng có khả năng. Nhiều khi chút nữa boss xong mà chết rồi. Còn boss mày bây giờ. Chúng ta còn 1 phút. Em cũng đang quan sát.
quan sát nhiều quá. Em này là phải nói quan sát hoài ba. Đúng rồi, mà nói đúng thì nha, đừng nói xàm mất tính thời gian á. Dạ đúng, chị là sòi đúng không? Chị rất là dễ bị lộ. Không, phải là dân á, phải là dân á. Đừng tin sòi đi. Sẵn sẵn là sòi đấy. Không. Em là dân. Yeah. Yeah. Không, bây giờ tin không? Mặt quá không tin mà không tin nữa là không, bây giờ tới lúc Mochi này. À đúng rồi, biểu nghe. Hồi nãy lúc mà chơi em là sói. Nãy lúc mà chơi vòng đầu anh bảo là những à thôi em nói rồi, nó skill này. Có ai sói giơ tay không ạ? Dạ em ạ, em là sói mà có con dâu đấy ạ. Thôi đọc cái nói. Ok, hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 5 giây. Nghi ai chúng ta chỉ người đó. Nếu các bạn không chỉ thì coi như cái phiếu các bạn dư thực được. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 chỉ. Bao nhiêu bạn chỉ Sunny giơ tay anh xem. Hai bạn. Sunny Giang. Bao nhiêu bạn chỉ Ashley? 2 3 4. Rồi thì khi mà chúng ta bị lên vàng thì chúng ta sẽ có 5 câu chắc lọc, cố gắng 5 câu nói mình để cố gắng thuyết phục mọi người không giết mình nha. 5 câu. Câu thứ nhất bắt đầu. Trời ơi, em là dân có chức năng. Chị đừng có cười. Tại em nhìn vào mắt chị ấy, chị phải nhìn lại em. Em là này, tại vì em là tinh. Em là tiên tri. Đêm đầu tiên em đã soi chị. Câu thứ ba. Mọi người tin em, em không biết nói gì hết luôn á. Câu thứ tư. Mọi người ơi, em đi. Em là dân có chức năng mà. Cái mặt xảo. Rồi ráng chắc lọc suy nghĩ câu cuối cùng cho nó tinh túy nhất nè. Câu cuối cùng. 500 hơn. Cái gì mà nó có suy luận xíu. Ashley. Em đã muốn giúp cho dân là em muốn. Rồi chết, bị chết, chết không? Chết. Gì ba. Hy vọng là được. Em muốn giúp cho dân mà em nói bố rồi có bố mọi người support cho em thôi. Hy vọng là sự gian sinh của em mọi người chấp nhận được ha. Rồi chúng ta có 5 giây bỏ phiếu. Xem Ashley có bị chết hay sống. Nếu mà sống thì chúng ta giơ ngón tay lên, còn nếu chết chúng ta giơ ngón tay xuống. Các bạn có quyền không bỏ phiếu. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1. Ok. Không lóc quen hiệu quả lắm. Xong. Bả diễn kìa. Ghê. Rồi. Một ngày trôi qua, nạn nhân đầu tiên chết không hiểu tại sao. Rồi, đêm thứ hai chúng ta bắt đầu. Trời sáng mọi người chúng ta mở mắt ra. Làng người ta chung có một người chết, tôi cảm giác như cái làng này bị nhiễm sao. Rồi 3 phút cùng mọi người bắt đầu. Ừ đúng rồi, khó hiểu, tự nhiên sói giết chị như Thảo, khó hiểu được. Em làm em còn khó hiểu nữa, em làm em không biết ai biết rồi em. Không nhưng mà giết ai giết nhưng mà giết chị như Thảo khó hiểu thiệt sự. Quá khó hiểu. Thì Ashley hồi nãy chơi chờ tiên tri đúng không? Ừ. Ủa chị Nhi? Nếu tối qua chị có soi ai không? Có. Chị soi ai? Soi em á. Là? Dân. Đêm đầu tiên chị soi chị Linh Mai. Là? Dân. Không phải Dân. Không phải chị biết thì có nghĩa là chị ấy rồi. Nếu mà không soi em, người ta đã không phải đi thêm nữa. Tại vì không em. Chị không nghi em. Tại vì Mon thường là sói, Mon yên lặng lắm. Hồi nãy em nói chị không nhớ là em nói cái gì. Lá bài em có cái gì á. Có đâu. Để lên style chơi ở Sunny á. Ừ, ý Sunny, ý Sunny nói Sunny là dân. Dân, ừ. Ý Sunny nói Sunny là dân. Ai biết là chị có thể là em có xạo không? Chị, tại vì em đang nghe chị có soi em. Mà là chị là hai đi soi, hai người đã nói mình là dân. Ủa, người ta thích người ta soi ai người ta soi chứ ba. Bây giờ em đang cảm thấy cái nét diễn của chị Ashley giả chân, nhưng mà nếu mọi người thấy là kỳ chút nữa em chết nha là hiểu ai giết rồi. Nếu mà chị Ashley giả thì nếu mà chị Ashley giả thì đồng nghĩa với việc chị Linh Mai và chị Mon cũng là soi. Okay. Ồ nãy giờ chị Hùng Nhi không nói gì hết trơn. Tôi đang định nói là mọi người nói. Nói. Em xin lỗi chị. Nói đi. Ý là hồi nãy khi mà chị Sunny nói là xem cái lá bài á, tự nhiên em để ý nha, chị Sunny vô vậy cái tự nhiên chị liếc qua vậy, Sunny mỉm mỉm cười á, cái mặt ba gian đó giờ. em chưa chơi chị Sunny lần nào cho nên em chưa biết, cho nên là em cảm giác
cái ánh mắt đó giống như là sói vậy á. Creepy quá. Thiệt, tại vì tự nhiên nhìn vô cái xong rồi cái liếc qua đây cười mỉm. Ờ, ừ, đây hai người là sói xong rồi. Trong đây, trong đây có ai nhận làm tiên tri nữa không? Chị là những người đầu tiên. Là hai tiên tri. Không có tiên tri nào mà bị ngược cho mình xong rồi cái cứ chị Ashley. Ok, hết giờ. 5 giây, ghi ai chị người đó. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bao nhiêu bạn chọn Phùng Nhi? Giơ tay lên. Phùng Nhi, Phùng Nhi. 3, 2, 3, 4. Đào số phiếu đi. Đang theo bè. Phùng Nhi, em có 5 câu. Câu thứ nhất của em. Em là dân, em không phải là sói. Trời đúng đất ơi. Hay quá, câu này là nói là phải nghe luôn. Câu thứ hai. Tại sao đột nhiên mọi người lại nghi ngờ em là sói, trong khi là em đã nêu ra hết cái luận điểm của em là em nghi ngờ ai là sói rồi. Và câu thứ tư. Mất hết rồi đó. Không có cuối nói một lèo luôn. Nói chung là bây giờ em đã đưa ra hết lập luận của em rồi, mà bây giờ em không có chức năng gì cả, cho nên em không thể cãi bất cứ thứ gì. Em chỉ đưa ra được cái lập luận của em thôi. Ok, câu cuối cùng chúc hạ em. Mọi người hãy tin em, làm ơn. Trời ơi, nói câu này. Nạn nhân thì không nói những câu đó là chết liền. Ừ, đúng rồi. 5 giây, sống hay chết, tùy theo mọi người. 5 4 3 2 1 Ok, vậy hiện tại nha, ta có 2 phiếu sống, 1 đống phiếu chết. Rồi, lùi về phía sau rồi. Ba nạn nhân lên gì á? Dữ dội đó, dữ dội đó. Game này có vẻ căng thẳng hơn. Ok, rồi, qua 2 ngày rồi chúng ta có 3 nạn nhân. Đêm thứ 3, bắt đầu. Hy vọng là bảo vệ sẽ... Mọi người chúng ta nhắm mắt lại. Rồi, tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Là chúng ta hôm nay có 1 người chết. Em đang thắc mắc là tại sao sói chỉ nhằm vào giết những người như thế. Cho đến bây giờ thì sói sẽ không giết em. Sói sẽ là sói. Không, sói sẽ không giết em. Sói đi xỉu nhờ. Khoan, chị ơi cho em hỏi Ashley một câu. Là chị có chắc chắn là lúc đấy chị soi chị Linh Mai vào bàn tròn như thế này không? Có. Hay là như thế nào? Có. Như thế này? Như thế này. Wow. Wow. Hiểu rồi. Em biết ai là tiên tri. Đúng rồi, không phải nào bà này được. Bà này bà đang giả, cái nét giả chứ. Ủa chị là tiên tri hả? Không. Ủa chứ hai. Chị biết. Ngồi thế là gì? Sao? Ủa không, dạ không, em không phải tiên tri. Ủa nhưng mà ai là tiên tri? Ui vậy thì lòi sói rồi. Em bảo chị là dân. Em bảo chị là dân thì chị tin em. Chị đâu biết đâu. Đừng khai thác tôi. Chị không biết. Thật sự chị không biết cái này là sói. Tự tưởng cái này là không này. Khoan nha. Vậy là từ nãy giờ em nói em trách chị như thế này. Nè, là trách Mon kể luôn. Mon không nhận không phải. Hình như là Mon em không nhớ nữa. Mon là quậy. Trời tiên chi ai mà không nhớ. Vậy thì nói chung là 50-50 này. Em nhớ là không nhưng em không nhớ là đứa cái nào hết. Tự nhiên em lúc đó em trong đầu là em là không. Nhưng mà chị thì chắc chắn là cái này đúng không? Không có. Chị là chắc chắn là cái này đúng không? Ừ. Em chắc chưa? Chắc. Tại sao? Nhưng mà chị nói đi, chị nói xem ai là tiên tri. Bây giờ chị nói đi, còn có 4 người thôi, không lẽ em vote chị á? 120 em. Không, em nằm mua gì đâu Phật, em không phải tiên tri. Thiệt luôn hay em không phải tiên tri. Thôi, nhưng mà đi đến tiên tri không phải là Ashley. À cho em nói một cái nhá, đầu tiên chắc chắn là chị trùng dương phải là tiên tri. Trong em hai người kia sẽ có một người là dân. Em cũng có cảm giác là bảo vệ đã chết hoặc là bảo vệ là con quỷ này. Thì em nghĩ là chị Ashley không dám nhận chức năng ngay từ sáng đầu tiên, bởi vì chị lên dàn ngay từ sáng đầu tiên chị không thể biết cái gì mà chị dám nhận ngay là tiên tri. Thế nên là khả năng chị là tiên tri cao. Ai? Chị Ashley. Ừ. Chị định đợi tới gần cuối thì chị mới nói là Sunny, lúc đầu là Sunny. Để vậy nè. Chị tưởng là không phải là sói. Cái lần đêm thứ ba không phải là chị không xoay em, chị xoay Sunny. Ồ đúng rồi, như này là không phải là sói á chị. Này này là sói này. Và em tưởng Sunny là sói. Không, đây ý là đây này, xong rồi em tưởng là Sunny không phải là sói. Nhưng mà tại sao sói chị mà ra cái này được?
Sao em biết được? Em nhớ rõ ràng là vậy nè. À, quần trò mình vẫn từ sai rồi. À, sao được rồi, chắc chắn. Vậy là sói, vậy là sói. Còn này là không phải là sói. Chị chắc chắn chị Linh Mai là sói. Sunny. Đuôi nè. Sunny. Sunny cũng là vậy nè. Vậy? Không, chị là sói. Rồi chị nghĩ là em không phải. Xong rồi cái sau đó tới bây giờ thì chị. Ủa? Nói vậy thì từ đầu đến giờ mình còn nguyên hai sói à? Chị Sunny. Ủa gì ba? Sao chắc chắn chị Ashley là sói vậy? Không, chị linh cảm thôi. Tại vì linh cảm. Nè. Sói đây là sói, nếu vậy là sói phải không? Không, Mon là chị không nhớ là cái nào. Trời, tại sao lại không nhớ? Tự nhiên hồi nãy chị nói chung là đêm vừa rồi em soi Sunny ra cái gì? Là ra này, lúc đó em nghĩ là Sunny không phải là sói cho nên là em im. Tới bây giờ em mới biết như vậy là sói. Như thế này là sói ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là câu hỏi, cái lúc mà tiên tri soi ai có câu hỏi của tiên tri là người này có phải là sói không? Và quan trọng trả lời đúng là sói, là như thế này. Nhưng mà em quan trọng là tại sao soi chị ra cái này? Bởi vì chị là sói. Không có lý do gì chị là sói nói với chị tin. Mục đích bây giờ Sunny vẫn tự tin bởi vì Sunny làm sói cùng với chị Linh Mai. 3 2 1 vốt chung một người để đưa lên giám cho chị Linh Mai. Rồi, Linh, Linh gì? Cho Linh lần đi rồi mới biết là em sói có 5 không? Câu thứ nhất. Không có lý do gì khi mà em bảo em là tiên tri, em soi chị ra dân, chị tin em được. Nếu mà chị là sói, tại sao chị có thái độ đấy? Thì chắc chắn chị là dân thì chị có thái độ đấy. Lúc đó em tưởng chị. Câu thứ hai. Và chị đã tin em là tiên tri thật vì đúng chị là dân thật. Và Sunny cũng công nhận chị là dân. Chị không biết lý do vì sao nhưng mà những cái người làm dân thường hay cảm nhận được mình cũng là dân hay em. Bởi vì cái lúc mà gọi tất cả những chức năng, chị không hề cảm giác như người bên cạnh cùng thức dậy với chị. Bởi vì dân không được thức dậy trong đêm, chỉ có chức năng với sói thôi. Câu thứ tư. Mọi người phải để chị sống. Hiện tại chị không biết là có chắc là chị vẫn tin em nhưng mà cái sự soi của em chị không hiểu tại sao. Nhưng mà nếu mà mọi người để chị chết ấy thì khả năng rất lớn là hai người này là sói, khả năng hơn. Câu cuối cùng. Hai người này là phải để chị sống thì cái làng này nó mới sống được, hiểu không? Ok, câu khá động. Chị là dân. 5 giây chị là dân. 5 4 3 2 1 sống. Đạt. Và mọi người biết là sói. Quá dữ dội luôn. Mời đua rồ. Rồi. Đố dồ. Sói em đi. Game này ta còn 5 người. Đêm thứ tư bắt đầu. Trời sáng mọi người mở mắt ra. Tiên tri chết rồi. Đàn ta nay có một người chết. Hiểu ai nha. Em đến bây giờ thì em nghĩ là khoảng 90% ánh sáng là bảo vệ. 90% ánh sáng là bảo vệ. Đêm qua ánh sáng chắc chắn ánh sáng sẽ bảo vệ một là em, hai là chị Ashley. Sao chị biết? Ánh sáng không tin đúng không? Vậy thì chắc bây giờ chỉ còn một sói thì game mới tiếp tục chứ nhở? Nói chung là chị cũng đã là tiên tri, đã là phi dân, chức năng quan trọng nhất thì phải tập trung vào chứ không có lập được mơ hồ như vậy. Đêm qua chị soi ai nhỉ? Soi em. Vẫn soi em. Không, ý là hai người này rồi thì bây giờ thì là gì ạ? Dạ, là gì ạ? Là này ạ? Ừ thì chắc chắn rồi. Dạ. Chị Ashley. Tại vì soi em là như vậy á. Bây giờ chị hỏi em đêm qua em soi ai? Thì chị chắc chắn là gì? Nó là gì? Dày. Dày là gì? Là không phải sói ạ? Rồi xong luôn. Trời ơi. Thì là trong hai người. Là nhưng mà nãy em đã soi hai người rồi. Thật sự là như vậy mà. Thì đó. Em nhớ xin đi. Chị thì vậy là chị phải thật sự nhớ lại này. Nhưng mà xin đây chắc chắn 100% như vậy. Có thể là em có thể em sai nhưng mà em nhớ chị là như vậy nhưng mà em không nhớ chắc, nhưng mà Sunny chắc chắn là trong vậy. Nếu như là người khác thì đây sẽ là sói nhưng em cảm giác bởi vì đây là chị Ashley thế đúng, nên là nó có một cái sự đúng rồi. Lộn nào ở đây. Tại vì kiểu bình thường chị Ashley rất là nhát. Em nói gì? Không. Em soi Mochi ra hay là hai đứa là sói, sợ quá. Thì đó em mới nói là em đã kết thúc.
Ủa nhưng mà hai đứa là sói thì game mà hết game rồi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần một sói mà thôi. Chị ơi, chị cố gắng nhớ là chị Sunny như này hay chị Lên Mai chắc là như này, còn chị Lên Mai là 90-80. Chị không nhớ chắc nhưng mà chị chỉ nhớ cái này. Có nghĩa là nãy em suýt hại chết một người dân rồi đó. Lời nói của em như này thì có phải là suýt là chị chết rồi không? Công nhận không? Không, chị đang nói nhưng mà em khẳng định với chị luôn. Em thề khi về đây là chị như này là chị sai rồi. Bình thường em sẽ không dám nói ai sai, nhưng mà hôm nay em nói thẳng với chị luôn là chị em sai rồi. Đúng em. Chị nhớ những cái chuyện em nói hoài luôn á. Nhưng mà ý Sunny có nghĩa là như thế này là sói. Chị nắm chặt đôi bàn tay của em. Chị nhìn thẳng vào mắt của em. Cho em hỏi là quản trò là như thế nào là sói ạ? Sao em? Như thế nào là sói ạ? Như thế này là sói. Em sói. Chết là biết ai là sói rồi đó. Sunny như thế này á hả? Chắc chắn Sunny như thế này á. Chị cũng soi chị như này mà. Chị không, chị nói chị 90-80%. Ví dụ bây giờ nhưng mà em là chắc chắn. Rồi, Sunny không phải là sói thì là chị Linh Mai, chị Linh Mai mà giết em trong chị thì là sói thắng đấy. Thế nên bây giờ mình phải giết đúng. Từ nhưng nay mà giờ chị nói điên chi mà đúng không? Chị chắc chắn thì em chị là có một người duy nhất ở đây như này mà chưa lên giàn, bây giờ cứ mút cho Sunny lên giàn đã để Sunny nói đã. Từ nãy giờ chị rõ ràng là dân nó sợ rành rành 10-10 thế em còn nghi thì chị Sunny là có gì phản bác cái đi chứ nhỉ? À không đâu chị ơi, bây giờ đây là ván quyết định rồi đó chị, bây giờ không có tiên tri ngay từ đầu là mơ hồ quá. Thiệt á. Mà có chắc em là tiên tri không? Em là sao? Em vẫn kiên định. Em hy vọng staff ván nào có chị Ashley bỏ lá tiên tri ra giúp em với ạ. Ok hết giờ, 5 giây nghe ai chị từ đó. 5 4 3 Anh chỉ cần cho em một câu đủ rồi. Ok, một câu. Sáng hôm nay cũng có dành nha. Bây giờ dù em có chết, em vẫn tự tin là mình chết trong trong trắng. Ủa chết trong trong trắng. Ủa là sợ. Dễ sợ. Cười tuổi nói gì thế. Bản thân mình em biết rõ mình là cái gì và em biết người đó là ai. Chết rồi. Em chắc chắn là em sẽ chết thôi. Nhưng mà em tên là mình không trong phải là sói ra cắt giấy. Câu dài cho em. Hết chưa? Bạn lấy theo. Em là sói hả? Em không muốn phải nói nhiều. Mọi người phải nhìn em và tự hiểu. Rồi 5 giây để coi có chồng trắng của em có giúp em sống hay không ha. 5 giây sống hay chết. Bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Đa số phiếu sống, sự trong trắng của em thành công rồi. Em sống. Không có ai chết hết. Thì em tiếp tục. Đêm thứ 5 bắt đầu. Trời sáng ta mở mắt ra. Lùi về phía sau. Em thành công rồi đó. Em đã đúng em không anh? Rồi đó, em tốt lắm. Rồi. Em đã đúng không anh? Sao em? Ủa em không phải em. Không, chị Mai chết mà. Một người chết thôi à. 3 phút bắt đầu. Không hiểu rồi Sunny á. Đây là hai bé sói nè. Hai bé sói game nó đi ngủ từ lâu rồi nha. Bây giờ là qua câu gì đó. Nếu chị Ashley là sói thì cũng có thể chị Ashley sẽ giết chị Linh Mai hoặc em. Mọi người đang nghĩ em là đồng bọn chị à? Sói, đồng bọn với sói. Trường hợp ngược lại như em cũng vậy. Thí dụ em là sói thì em đúng nếu rồi. Em giết bởi chị. Vì chị Linh Mai đang rất tin chị. Đúng rồi. Thế nên chị sẽ giết chị Linh Mai để đánh kiểu đánh lạc hướng mọi người cũng có thể. Cũng có thể, tại vì cái game này á, dù trai là sói thì cũng sẽ giết chị Linh Mai ngay trong cái đêm đó thôi. Hả? Dạ. Nói Linh Mai à? À không, nếu em là sói thì em không giết chị Linh Mai. Em giết chị Linh Mai từ đêm đầu tiên cơ. Không phải đợi đến bây giờ đâu. Theo chiều hướng bây giờ là trong cái đêm hôm qua thì là giết chị Linh Mai là hợp lý nhất. Tại vì á sẽ giữ chị lại, bởi vì á chị đang bị nghi là sói nhất. Nè, chị vẫn tin chị Ashley là sói, em thì là 50 thôi. Nè, bây giờ là ván quyết định thật sự đấy. Thì thế là thông minh là mọi người ơi. Sói, chắc chắn. Em là có thể thôi, hoặc là ngược lại. Chứ là hôm nay là đêm nay là sáng nay em chắc chắn chết rồi. Em cũng không muốn biện hộ gì nhiều nữa.
relax thôi. Em thì nó mình cũng chết không có gì đáng hổ thẹn nữa rồi. Không, không. Em nghĩ là phải công bố. Cầm quạt thể hiện tài năng của em. Ê, có bao giờ em có một cái gì đó ấy hơn nữa không chứ? Ê, lỡ bao giờ sói tự sát nhỉ? Chị Linh tự sát. Thảo lao, có gì hết game rồi. Ừ ha. Ngoài chơi kiểu cái mình đó. Không một phút. Tại vì á, sói tiên tri nào á mà đã soi mà soi ra em mà sói được, em là dơ. Thôi bây giờ nha, hai chị xú xì để anh thua lên giá. Được không? Thảo lao, bây giờ đi. Chị nào thua thì mình lên giá. Không, chị Hà, chị chết, chị vẫn với cái quyết định kiên định của mình từ đầu đến giờ. Chứ chị không có xú xì mê lụt như vậy. Sói, mở mắt ra. Sói hôm nay nạn nhân đầu tiên. 5 4 3 2 1. Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ chúng ta mở mắt ra. Bảo vệ, đêm hôm nay bảo vệ sẽ bảo vệ ai? 5 4 3 2. Bảo vệ đi ngủ. Tiên tri, tiên tri sẽ được chọn một người trong đàn này để xem con người đó có phải là sói hay không. Nếu mà là sói thì sẽ giương con tay lên, không thì sẽ lắc tay. Tiên tri hôm nay chúng ta sẽ chọn ai? Ba, tiên tri nhắm mắt lại. Thợ săn mở mắt ra. Thợ săn sẽ được chọn một người. Nếu như mà hôm sau thợ săn chết thì người thợ săn chọn gì rồi chết chung thợ săn. Thợ săn chọn ai? 5 4 3 2. Đêm hôm qua là chúng ta xảy ra một vụ án mạng. Một người chết. Không phải em. Sói hôm nay muốn giết ai? 5 4 3 2. Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ chúng ta mở mắt ra. Bảo vệ hôm nay sẽ bảo vệ ai? 5 4 3 2 1. Bảo vệ đi ngủ. Tiên tri mở mắt ra. Tiên tri hôm nay muốn soi ai? 5 4. Rồi, tiên tri nhắm mắt lại. Thảo sang chúng ta mở mắt ra. Thảo sang hôm nay sẽ nhắm ai? Năm, bốn, ba, hai. Thảo sang nhắm mắt lại. Rồi, trời sáng, mọi người chúng ta mở mắt ra. Làng chúng ta chung có một người chết. Tôi cảm giác như cái làng này bị nhiễm làm sao. Thank you.
sói mở mắt ra. Sói hôm nay muốn giết ai? Năm, bốn, ba, hai. Rồi sói nhắm mắt lại. Bảo vệ em ta mở mắt ra. Bảo vệ hôm nay bảo vệ ai? Năm, bốn, ba, hai. Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. 5 giây, tiên tri muốn coi ai? 5 4. Tiên tri nhắm mắt lại. Thợ săn mở mắt ra. Thợ săn này muốn lôi đầu ai theo? 5 4 3 2 1. Thợ săn nhắm mắt lại. Rồi tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Ơi, làng chúng ta hôm nay có một người chết. Sói mở mắt ra. Sói hôm nay muốn giết ai? Năm, bốn, ba. Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. 5 4 3 2. Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. 5 4 3 2. Tiên tri nhắm mắt lại. Thợ săn mở mắt ra. Thợ săn này nhắm mày. 5 4 3. Trời sáng mọi người mở mắt ra. Tiên tri chết rồi. Đang ra nay có một người chết. Rồi, sói mở mắt ra. Sói hôm nay muốn giết ai? Năm, bốn, ba, hai. Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. 5 giây. 5 4. Ba. Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. 5. Tiên tri nhắm mắt lại. Thả săn mở mắt ra. 5 4 3 2 1. Thợ săn nhắm mắt lại. Trời sáng ta mở mắt ra. Hết giờ, ba bạn, 5 giây, nghi ai chỉ người đó. Như cố gắng chỉ người, còn nếu bạn chỉ mỗi người thiếu thì coi như là xong luôn đó nha. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 Thôi mà mọi người đừng có nói nữa. 1 Hết giờ. Ủa ông chị, sao vậy? Không, quyết định cuối cùng là chị á. 1 2 3. Thôi em hết tin chị. Không, bây giờ em không tin là em không tin cả bản thân em nữa luôn. Rồi.
giành chiến thắng.